tùy thuộc trường hợp lâm sàng và chúng ta xử lý sử dụng đó. Như cái hình thứ ba ở phía dưới ấy, thì đeo trung hình chữ nhật, tôi gọi là trung hộp đấy. Trung hộp thì cũng gây ra, tạo ra cái lực di chuyển là kéo hẹp và làm trồi các răng được gắn chun đấy, cũng được ứng dụng trong cái trường hợp cắn hở do răng các bác nhé. Hạng ba cắn hở mà đeo chun kéo đóng khớp nhóm răng cửa có được không ạ? Có sợ chồi răng cửa có mức không ạ? Đó, đó là cái vấn đề mà bạn cần phải phân tích trên phim cắn hở do răng và do xương trong giai đoạn tinh chỉnh, và chúng ta đi dây để cho cái hòa hợp khớp cắn. Khi mà còn cắn hở phía phía trước thì chúng ta bắt đầu dùng cái chun này nhé. Còn mà trong trường hợp mà cắn hở do xương chúng ta dùng thì sẽ gây ra cái tác dụng chồi quá mức của cái răng cửa trước, gây sai lệch cái kích thước dọc. Cái bài này thì trong cái các cái phần về 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 chẩn đoán của sai khớp cắn do xương do răng thì sẽ có phân tích và sẽ có cái chỉ định dùng chun. Còn cái trong trường hợp này mình nói rõ chỉ định đóng dùng chun này trong trường hợp là cắn hở do răng nhé, và trong giai đoạn tinh chỉnh các bạn nhé, tức là các răng nó đã thẳng khớp và nó đã bắt đầu giai đoạn cuối, mình đi các cái dây cung cứng, dây cung kết thúc ấy. Mình bắt đầu mình dùng các cái thun này. Ok, các có câu hỏi nào cứ chia sẻ lên nhé. Đó, cách mắc thun nhỏ nữa các... đó là thứ nhất, đó là dùng thun đứng từ được kéo từ răng hàm nhỏ phía trên đến răng hàm nhỏ phía dưới đó. Các cái lực di chuyển đó là chú làm đóng khớp của các cái răng được gắn chung với nhau thôi. Đấy. Ví dụ như hình thứ hai này, đeo thun theo dạng đen tai hình tam giác này, thì chúng sẽ tạo ra một cái lực làm trồi cái răng lên và kéo hẹp nhẹ các răng này lại. Đó, chỉ định là làm trồi các răng. Ví dụ trong trường hợp răng nanh được mọc chệch ra khỏi cung hàm ấy và mọc trồi lên phía trên ấy, chúng ta có thể dùng chun này để chúng ta tăng cường cái tác dụng cùng với tác dụng của dây cung cứng. Dây cung đặt lên răng chúng ta hiệp đồng tác dụng để kéo cái răng nanh xuống cái cung hàm. Rồi trong cái hình thứ ba thì đó là đặt chun theo hình 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 rích rắc, theo hình chữ V kép hoặc là chữ M ấy ạ. Cái mục đích là để đóng khớp cắn và cái lực của nó sẽ gây chồi các răng và đóng khớp cắn đấy nhá. Đó, để chồi các răng và đóng khớp cắn thôi. Trên lâm sàng có khá là nhiều các cái hình thức đeo chun, nhưng mà tự chung lại cái trên lâm sàng có khá là nhiều các cái cách để mắc chun khác nhau, nhưng tự chung lại cái chúng ta nhớ cái mục đích chung của các đeo chun này, chúng ta để hòa hợp khớp cắn lại với nhau đó. Đây một cái cách mắc chun nữa đây đó, mắc chun theo đàn accordion. Đó, cái tác dụng của nó là cái lực kéo đóng của nó khá là lớn, gây cái tác dụng làm chồi răng khá là nhiều đấy. Cái này dùng trong các trường hợp là đóng các cái khoảng hở lớn ở phía sau đó. Cái hình thứ hai thì nó là dùng trong các trường hợp là hạng ba và đóng chun theo hình hạng tam giác phía sau, cái này cũng sẽ gây ra cái lực hàm trên để đưa ra gần, hàm dưới phải đưa ra phía sau và làm chồi răng khá là nhiều đấy. Xử lý trong các trường hợp là xử lý cắn sâu và các cái hạng ba do răng do xương đó. Ok, đây còn cái trường hợp thun cắn chéo đây. Thun cắn chéo để mắc đối với các cái trường hợp là sai khớp cắn cắn chéo ở phía sau đối với răng hàm, thì ta sẽ gắn vào các cái mắc của cái phía trong của cái răng hàm phía trên, kéo chéo sang đến răng hàm phía dưới, cái móc ngoài của răng hàm phía dưới, mục đích là hòa hợp lại khớp cắn. Vì cái chun này sẽ gây tác ra các tác dụng, đó là làm trồi các cái răng với nhau và chúng ta làm nghiêng các cái thân răng và làm chạm khớp đúng khớp lại với nhau. Đấy. Cái chun chun của điều chỉnh khớp cắn này chúng ta sẽ dùng ngay trong cái trường hợp ngay sau khi vừa 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 gắn mắc cài, chúng ta có thể dùng cái chun này rồi. Đây là cái phần mà chia sẻ khá là hay và các bác có thể là nhớ được đó. Đường kính tính theo inch này đó, 1/8 tức là 2/16 ấy thì là 1/1,6 x 2 là 3,2 mm
đấy là 3 phần 16 inch nó tương ứng với lại 4,6 mm, lại 1/4 là sẽ tương ứng với lại 6,4 mm, lại 5/16 tương ứng 7,8 mm. Chúng ta đổi ra đường kính mm là gì ạ? Tức là cái cơ chế tác dụng của cái chun 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 liên hàm này ấy, khi mà chúng ta kéo giãn ra 3 lần, ra gấp 3 lần cái kích thước ban đầu, kích thước ban đầu của nó ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái lực tương ứng được ghi trên cái thông số số của cái chun đó. Ok. Đeo chun hình hộp đóng, mình có một số bạn hỏi khá là hay, mình có thể giải thích luôn cho các bạn này. Ok. Bác sĩ cho hỏi trong khớp cắn hạng 3 thì dùng trường hợp nào mình nên dùng chun liên hàm để kéo ạ? Trong các trường hợp mà sai khớp cắn hạng 3 nhé, chúng ta có thể dùng chun liên hàm sớm ngay sau khi giai đoạn cắn mắc cài cho bệnh nhân. Đối với các cái răng bình thường, chúng ta dùng các cái chun ban đầu lực nhẹ thôi, và các cái chun lớn ví dụ như chun 1/4 hoặc chun 5/16 để cho bệnh nhân bắt đầu làm quen với cái lực của chun, và chúng ta cho bệnh nhân đeo sớm. Mọi trường hợp mà sai khớp cắn hạng 3 chúng ta đều nên dùng chun liên hàm. Theo kinh nghiệm của mình và các cái sách của thầy chia sẻ, chúng ta đều dùng chun liên hàm và dùng sớm cho bệnh nhân nhé. Câu hỏi thứ hai. Khi đeo chun liên hàm hạng 2 để đóng khớp thì nên đi chun chuỗi hai hàm hay là đi chun đơn từng răng ạ? Tức là bạn muốn hỏi là khi đeo chun liên hàm hạng 2 và đóng khớp cắn đúng không? Thì nên đi chun chuỗi hai hàm hay là đi chun đơn từng răng ạ? Khi mà đã đeo chun hạng 2 thì chúng ta thường dùng chỉ thép được buộc cố định từng mắc cài trên răng một nhé. Và sau đó chúng ta mới đeo khớp. Và đối với hạng 2 chúng ta thường phải buộc cố định các cái cung 6 răng cửa phía trên lại với nhau, và chúng ta ta mới bắt đầu đeo chun liên hàm. Còn nếu mà đi chun chuỗi hai hàm, tức là như nào bạn? Gọi mình là buộc chỉ thép, câu trả lời của mình là buộc chỉ cố định từng răng trên các dây cung cứng nhé, sau đó là chúng ta mới bắt đầu đeo chun liên hàm đối với trường hợp hạng 2 này. Đó. Rồi bạn Ngọc Linh có hỏi là hạng 3 cắn hở mà đeo chun kéo đóng khớp nhóm răng cửa có được không ạ? Có sợ trồi răng cửa quá mức không ạ? Đấy, cái câu hỏi này mình vừa trả lời lúc nãy rồi. Bạn phải phân tích trên phim là cắn hở do xương hay do răng. Và các trường hợp mà cắn hở thì đều có khuyến khích là đeo chun, nhưng mà đeo chun đến mức độ đấy thôi. Và chúng ta phải xử lý cái sai khớp cắn hở do xương. Có các phương pháp điều trị cắn hở do xương như cái phương pháp dùng dây cung mưu hoặc ghim khá hiệu quả đó, và thậm chí không cần nhổ răng nữa. Rồi, bác sĩ Bình có hỏi là đeo chun hình hộp đóng khớp cắn hở vậy dùng dây gì bác sĩ? Đeo chun hình hộp đóng khớp cắn hở dùng dây gì bác sĩ? Trên cái khớp cắn hở ấy, thì chúng ta có thể dùng các dây cung mà có mình hiểu cái câu hỏi của bạn rồi, tức là mình sẽ đi trên các cái dây nhỏ đấy các bạn nhé, trong giai đoạn tinh chỉnh nhé. Như mình thường dùng là sẽ dùng trên dây 18 ns. Còn đối với các cái dây có tiết diện lớn và dây cung vuông ấy, thì cái khe nó khá là khít, và khi mà buộc hiệp đồng các cái dây cung nha, các cái mắc cài trên dây cung ấy, thì chúng ta cần lực rất là lớn. Câu hỏi tiếp theo, đeo chun liên hàm đóng khớp bao lâu thì được ạ? Một số ca thấy đeo thời gian khớp kêu lục cục, có phải do chun không ạ? Đeo chun liên hàm để đóng khớp thì chúng ta sẽ đeo bắt đầu tùy thuộc vào cái sai khớp cắn loại nào của bệnh nhân. Ví dụ như là đến trong giai đoạn sai khớp cắn hạng 3 thì chúng ta có thể đeo ngay trong trường hợp khi mình vừa gắn mắc cài rồi. Còn đến đối với các loại sai khớp cắn hạng 2 thì ta chỉ đeo chun sau khi mà đã dàn thẳng cung răng nhé. Và chúng ta bắt đầu giai đoạn kéo lui. Kết thúc các răng đã gần khít với nhau, chúng ta mới bắt đầu dùng chun hạng 2. Đấy. Thời gian khớp kêu lục cục có phải do chun không ạ? Cũng có khả năng là do chun đấy bạn ạ. Rồi, bạn Tôm Nguyễn có hỏi là khi đeo chun liên hàm hạng 2 để đóng khớp thì nên đi chun chuỗi hai hàm hay là đi chun từng răng? Bạn này hỏi rồi mà nhỉ. Bác hướng dẫn cách dùng và các chỉ định dùng chun chuỗi. Chun chuỗi thì nữa sau cái bài chun liên hàm này sẽ có chun chuỗi các bác nhé.
phun chuỗi mà để mà đóng khoảng chỉ dùng trong các trường hợp mà đóng khoảng nhỏ thôi, còn chủ yếu chúng ta dùng chung hàm và dùng nhiều lò xo đóng khoảng. À, bạn Nguyễn Văn Bác Thuận, sau giai đoạn làm thẳng thì mới đi chun lên hàm. Đó tùy bạn nhé. Đối với các trường hợp mà sai khớp cắn hạng 3 thì chúng ta có thể dùng chun lên hàm rồi, hoặc là một số trường hợp như khớp cắn ngược của các cái răng hàm phía sau chẳng hạn, chúng ta đã đi chun lên hàm rồi, đóng của răng cùi lớn hàm trên, cùi lớn hàm dưới đấy, chúng đối đỉnh với nhau, chúng ta đã đeo mắc cài và sau đó là có click ở phía mặt sau và chúng ta gắn chun lên hàm luôn rồi, để giải quyết ngay cái vấn đề các vấn đề cắn chéo đấy rồi. Còn đối với các loại mà sai khớp cắn hạng 2 thì chúng ta lên giai đoạn nằm thẳng sau và chúng ta kéo lui ở trên trên dây cung cứng các răng thẳng trục hết và đến giai đoạn tinh chỉnh thì chúng ta bắt đầu dùng chun lên hàm. Đối với răng 2 thì dùng chun lên hàm lên dùng phía sau, sau giai đoạn sau tất cả các giai đoạn, tức là dùng đến giai đoạn tinh chỉnh chúng ta dùng chun răng 2. Bạn Hoàng Anh có hỏi là cho hỏi khí cụ đeo chun lên hàm chỉnh khớp có hạng 3 thì đi trên dây nào và có phải cố định các răng không? Tất nhiên chúng ta phải cố định các răng. Đối với chỉnh khớp cắn hạng 3 chúng ta có thể dùng ngay từ giai đoạn ban đầu. Ngay sau khi gắn mắc cài chúng ta đã sử dụng cái chun lên hàm đến với mục đích đó là tạo ra lực để kéo bắt đầu kéo lui hàm dưới phía sau, hàm dưới lui phía sau rồi. Bởi vì hàm dưới là cái hàm nó không cố định. Còn hàm trên thì chúng ta phải dàn phẳng hết và đều các khớp cắn để chúng ta bắt đầu dùng chun tinh chỉnh chun lên hàm nhé. Anh ơi, đeo chun liên khớp cắn hạng 3 thì đeo đến khi nào thì dừng ạ? Đeo chun hạng 3 thì khi em nhìn trên lâm sàng khớp cắn cái răng hàm trên được chùm hoặc tối thiểu là đối đỉnh đối với các cái răng răng cửa hàm dưới nhá. Chúng ta bắt đầu dừng đeo chun và chúng ta tiếp tục làm phẳng và chúng ta chỉnh khớp cắn. Đó. Ok, các bạn còn có câu hỏi nào thêm không? Chúng ta sẽ tiếp tục đi nhé. Trên cái slide các bạn nhìn thấy cái lực của chun ấy ạ. Cái này thì ứng dụng khá là nhiều. Mình thường có cái thói quen nó quy đổi ra đường kính và cái lực ra gam ấy, thì trên cái bảng này nó có hết. Đấy, cái lực 3,5 ao thì nó tương ứng với 99,2 gam. Và cái lực 6 ao lực mạnh ấy, thì nó tương ứng đến 170 gam. Đấy, lực 6Z này thì 6A này thường kéo trong kéo lui khối răng cửa. Còn cái lực 3,5 OZ này hoặc là 99,2 gam này chúng ta thường dùng để kéo các cái răng đơn nhé. Ví dụ răng 3 lui sau. Lui sau thì có cái vấn đề là lui tự tiến hoặc là nghiêng hoặc là xoay nhé. Và lực tác dụng trên từng răng đó là khác nhau nhé. Đấy. Các bạn còn có vấn đề gì hỏi trên đối với lực của chun liên hàm không ạ? Tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm cái phần về chun chuỗi và cái chun liên hàm này mình nghĩ còn rất là nhiều vấn đề, thì nữa chúng ta sẽ thảo luận thêm nhé. Về chun chuỗi này, chun chuỗi thì dùng trên ứng dụng trên lâm sàng cũng khá là nhiều. Các loại chun chuỗi thì có 3 loại chính, đó là loại ngắn, loại trung bình và loại dài. Cái phân biệt giữa các cái loại này đó là phân biệt thước giữa các cái mắt chun với nhau á. Cái loại dài cái mắt chun của nó là tầm giữa khoảng cách giữa cái hai mắt chun của nó là khoảng 4 mm, còn loại trung bình là 3,5 mm và loại ngắn là 2,8 mm. Đó, cái này chúng ta cầm trên từng loại chun trên từng cái cuộn nó đều ghi cái loại chun. Đấy. Đây, như trên hình lâm sàng là chúng ta dùng chun chuỗi để mà đóng để mà cố định 4 răng cửa. Đấy. Đóng khoảng 4 răng cửa phía trên và cố định cái 4 răng cửa này. Đấy, hoặc là đây trong cái hình này chúng ta dùng cái chun chuỗi để mà kéo lui. Đây là hình gắn kéo lui từ cái răng từ mini vít của cung răng đến cái răng 3. Đấy, đồng thời trên cái dây này cũng có cái cung utility để đánh lún cái khối răng cửa phía trước. Đó.
Đây, trong hình này là tác dụng là cái chun chuỗi để đánh lún toàn bộ khối răng cửa phía trên trong trường hợp cắn sâu. Cái này có thủ thuật đó là phải cắm vít cung răng phía trước, sau đó là dùng chun chuỗi và tác dụng lực để mà kéo lún toàn bộ khối răng cửa phía trên đây, để điều trị cắn sâu đây. Chùm chuỗi, các loại chùm chuỗi cũng khá nhiều màu sắc và các nhà sản xuất cũng tạo ra các loại khác nhau để sử dụng trên lâm sàng. Các loại chùm chuỗi thì các loại chùm chuỗi mà không liên tục tục thì sẽ tạo ra lực khá lớn đối với lực từ mắc cài răng 6 bên này sang răng mắc cài răng 6 bên đối diện ấy, thì nó sẽ tạo lực lên đến 20 ao tương đương với khoảng 160-170 gram đấy. Nhưng cái thoái hóa lực của chun chuỗi không liên tục thì cũng nhanh hơn. Đối với chun chuỗi liên tục, sau một tuần nó sẽ thoái hóa về còn có 7,5 ao thôi. Và sau 2 tuần là 2 ao. Đấy. Các cái chun chuỗi này thì chúng ta thường hẹn bệnh nhân thay chun trong vòng khoảng từ 2 tuần hoặc là ngắn nhất là khoảng 10 ngày. Cố định từng nhóm răng hay không, đó tùy mục đích chúng ta sử dụng. Đối với chẳng hạn như phía trước chúng ta đã đóng khoảng tốt rồi, chúng ta muốn giữ nguyên cái khoảng đấy, chúng ta có thể dùng chun chuỗi lại chun chuỗi dài ấy, chúng ta sẽ cố định và sẽ không phát sinh lực để kéo khít các răng này và đóng trên các dây cung cứng, thì các mắc cài trên dây cung cứng sẽ không làm xoay răng và không làm nghiêng răng nữa, kết hợp với chun chuỗi. Còn chun chuỗi liên tục thì nó sẽ tạo ra một cái lực 20 ao khi mắc cài, khi được mắc từ răng 6 này đến răng 6 bên đối diện. Nhưng mà cái ưu điểm của nó sẽ mất lực ít hơn. Sau một tháng của chun chuỗi liên tục thì nó sẽ vẫn còn 7,5 ao. Đó. Còn đối với chun chuỗi không liên tục thì mất lực khá là nhanh. Sau một tuần nó chỉ còn 7,5 ao thôi, và sau 2 tuần nó gần như là mất tác dụng. Cho nên là thường đối với các bệnh nhân có mắc chun chuỗi thì mình thường hẹn 2 tuần là bệnh nhân đến để mình thay rồi. Đây, các cái đặc điểm của chun chuỗi thì chúng ta thường dùng hàng ngày trong chỉnh nha như là phun hạng 1 và sẽ được tạo ra các loại chun chuỗi dài, chun ngắn và chun chuỗi liên tục. Đấy. Và nó chủ yếu là để dùng di chuyển răng chân nội hàm nhé, hàm trên hoặc hàm dưới thôi. Đó. Còn đóng khoảng thì chúng thường đóng ở trên các cái khoảng ngắn từ 1 đến 20 mét, các cái khe thưa nhỏ của các răng trên cùng khung hàm, chứ chúng ta không dùng các khoảng lớn chúng ta phải dùng trên cái dây cung cứng, và thứ hai chúng ta dùng đối với các cái loại tạo lực tốt hơn và nó ổn định liên tục hơn, ví dụ như là nó so đóng khoảng ạ. Đấy. Còn cái ưu điểm nữa của cái chun chuỗi này, chúng ta không cần sự hợp tác của bệnh nhân, chúng ta đặt trên miệng bệnh nhân và cố định nó, rồi sau đó là để chun tác dụng đến khoảng tầm 10-2 tuần sau thì chúng ta thay chun mới cho bệnh nhân. Chun chuỗi sẽ phải thay ít nhất một lần trên 2 tuần. Đấy, tối đa là 2 tuần các bạn ạ. Đây là những tác dụng không mong muốn của chun chuỗi liên tục đây. Đấy. Thứ nhất là xoay răng cối về phía gần với dây cung quá yếu. Các dây cung quá yếu là các cái dây cung có thiết diện nhỏ và có độ đàn hồi. Khi mà dán gắn lên răng và cố định trên cái dây cung yếu này thì khi mà gắn cái chun chuỗi vào sẽ có tác dụng phụ là bị xoay răng ra. Sẽ làm xoay răng nhé. Cho nên là đối với các cái chun chuỗi liên tục thì chúng ta phải dùng trên dây cung cứng, các dây cung SS, dây cung có thiết diện từ nhất từ khoảng 16, 22, 17, 25, 18, 25, 19, 25. Đó. Chúng ta dùng các chun này thì sẽ ổn hơn, hoặc là trong cái giai đoạn tinh chỉnh thì tối đa chúng ta cũng phải dùng trên dây SS, dây 18 SS thì nó không có tác dụng phụ làm xoay răng. Đấy. Tác dụng phụ thứ hai đó là dây cung yếu không chịu được lực của chun chuỗi. Có một số trường hợp mà các bạn dùng chun chuỗi ngay trong giai đoạn đầu, các dây cung yếu nó sẽ làm gây biến dạng cái dây cung, làm dây cung bị cong hẳn theo cái hướng tác dụng của cái chun chuỗi và không tạo lại cái dạng như ban đầu nữa. Đó, dây cung không đủ chịu lực của chun chuỗi như vậy. Đấy, nới rộng phía sau của dây cung. Đó là do các trường hợp nó là bị xoay răng thôi. Xoay răng về nghiêng gần về phía trước đối với các răng sau, rồi xoay sau đối với các răng trước, như vậy thì nó sẽ làm nới rộng cái giai đoạn phía sau. Cái khoảng phía sau và nó tác dụng phụ đường cong bên sơn bị đe dọa nó do cắn chéo răng cối. Khi mà gắn chun chuỗi lên các cái răng
Thì ngoài cái tác dụng đó là di gần và đóng phản của các răng thì chúng còn có một cái ngỗ lực lực phụ nó làm nghiêng trong của các răng, đặc biệt là các cái vùng răng hàm. Cho nên là khi mà gắn các cái thương chuỗi liên tục trong giai đoạn đầu mà ngay với các cái dây cung yếu ấy thì nó sẽ gây cái tác dụng phụ này nhé. Đó, làm nghiêng trên răng không mong muốn chúng ta khó kiểm soát được cái nghiêng chân răng khi mà dùng thương chuỗi liên tục này đối với các cái dây cung còn yếu. Còn đối với dùng các cái dây cung cứng tiết diện lớn thì mình thường rất hay dùng trên cái dây 19-25 để đóng khoảng và tinh chỉnh trên dây 18S thì không xảy ra hiện tượng này được. Đó, nguy cơ bị suy yếu neo chặn, lực thun hạng 2 tăng. Nguy cơ suy yếu neo chặn thì rõ ràng rồi, vì có các loại neo chặn trung bình, neo chặn tối thiểu, neo chặn tối đa. Đối với các loại chặn trung bình và neo chặn tối thiểu thì rất là dễ gây mất neo chặn, tức là cái lực phun chuỗi nó sẽ tác dụng ban đầu khá là lớn và khi mà chúng ta đặt ngay trên răng bệnh nhân thì sẽ gây cái tác dụng đó là làm mất cái neo chặn, tức là răng sẽ di chuyển không mong muốn. Đấy, tác dụng làm cản trở khớp cắn mất to và đau cơ chân bướm ngoài. Cái này có một bạn vừa hỏi, nó gây đau hàm hoặc là gây có tiếng kêu lạ, có thể là cái tác dụng phụ của cái thun chuỗi nó gây đau cơ chân bướm ngoài đấy. Đó, có khá là nhiều các tác dụng phụ, cho nên là cái thun chuỗi liên tục này chúng ta chỉ nên dùng trong cái giai đoạn để đóng khoảng các răng nhỏ này, đóng khoảng các cái khoảng nhỏ trên răng, và chúng ta nên sử dụng trên các dây cung cứng thôi, ta không nên dùng trên các dây li ti. Dây li ti dù ít dù nhiều chúng cũng sẽ có các cái thun phụ, các cái tác dụng phụ. Đó, cái đặc điểm của thun chuỗi này nó dai, không độc, không đổi màu. Đấy, nó dễ thao tác. Đó, có các cái loại ngắn dài trung bình, cho nên là rất là dễ lựa chọn để kéo lui, để đóng khoảng này, buộc này, đó, đặt vào chun và đặt lên hàng đấy, và có các cái màu sắc khác nhau rất là dễ dùng cho bệnh nhân. Đó, các cái chun này đóng trong một cái cuộn bán khá phổ biến thôi, và cái này lên các phòng khám nha khoa này nên dùng, nên chuẩn bị sẵn cho phòng khám mình đủ loại trung bình, loại ngắn, loại dài, loại chung liên tục và chung không liên tục, và ứng dụng rất là nhiều trong thời lâm sàng ngày các bác nhá. Đấy, chúng ta đi cái loại chung cuối cùng là chung chỉ, chung sợi. Đấy, cái loại thì khá là ít dùng thôi, và trong cái trường hợp của dùng chung chỉ, chung sợi này chúng ta đều có thể thay thế bằng chung chuỗi được. Đấy, chung chỉ thì có cái tính đàn hồi và nó có tác dụng giữ nút buộc, và cái đặc điểm của nó là đề kháng đối với đổi màu, nó khác với các loại chung chuỗi và chung đơn kia, thì nó cái này nó có sức đề kháng tốt hơn, nó ít bị hôi và nó hút ẩm tốt hơn, độ đàn hồi nó tốt hơn. Đấy, và nó thường sử dụng trong các trường hợp điều trị xoay, kéo lui hoặc là buộc mặt lưỡi. Đó, và màu sắc của chúng thì nó có màu chính là màu kim loại hay là màu trong suốt, giống như cái mắc cài kim loại, mắc cài sứ của chúng ta vậy. Đó, đây là hình ảnh các cái chung chỉ, chung sợi. Hãng sản xuất của cái loại chung này thường là Otto của Hàn Quốc nhé, bán rất là nhiều. Đó, đây một số cái tác dụng của cái chung sợi trong cái hình lâm sàng. Đây là nó để cái răng 2-4 bị xoay gần, và chúng ta sẽ dùng chung sợi để chúng ta tác dụng lực làm xoay xa lại, dựa vào cái neo chặn là cái răng số 6 nhé. Và cái răng số 6 này cũng đặt được cái hàm quắc helix để mà tạo ra cái neo chặn trung bình, hạn chế cái tình trạng xoay gần của răng số 6 và làm mất neo của cái răng 6 này đi. Đó, như cái hình dưới thì cái chun sợi được ứng dụng đó là để đóng khoảng một cái khoảng hở răng cửa hàm dưới. Đó, cái này thì mình cũng có thể thay bằng các cái chung chuỗi được thôi. Đó, có thể thay bằng các chung chuỗi được. Đấy, đây là hình cố định để điều trị xoay răng. Trên lâm sàng rất hay sử dụng các cái trường hợp tạo lực để mà xoay thẳng lại các cái răng nó bị nghiêng xa nghiêng gần như này nhé các bạn nhé. Đây có một hình cố định. Đó. Rồi, ok. Cái bài về chung chuỗi này và các cái loại chung nói chung này ấy, thì
nó là cái thực hành hàng ngày của chúng ta. Một số điểm chúng ta cần ghi nhớ khi mà chúng ta sử dụng các loại chun trên lâm sàng. Thứ nhất là chúng ta phải biết được các thành phần lực của chun đặt như thế nào, nhất là các loại chun chuỗi này, chun liên hàm này, và các loại chun chun chỉ, chun sợi ấy. Đó. Thứ hai phần về phần neo chặn. Neo chặn thì chúng ta sẽ có các phần neo chặn về neo chặn trung bình này, neo chặn tối đa, neo chặn tối thiểu. Đó. Và khi mà đặt chun lên cái vùng nào và để phát sinh lực để mà kéo các răng phía trước đuôi sau, hoặc là kéo các răng phía sau đuôi trước ấy, thì chúng ta phải chú ý là cố gắng đừng để mất neo. Đó. Các điểm móc đặt lực của răng thì chính là của chun thì chính là các cái móc ở trên móc cài trên răng. Và chúng ta phải đặt điểm sao mà đừng để mất neo chặn. Và thực hiện được đặt chun để thực hiện được các cái mục tiêu lâm sàng ấy, thì các cái mục tiêu lâm sàng là trong cái trường hợp mà chúng ta đã sử dụng để mà đóng khớp cắn này, hay là kéo lui răng, hoặc là di gần răng, thì các chun này chúng ta phải luôn luôn được sử dụng để mà chúng ta ứng dụng trong từng cái phương án khác nhau. Đó. Các hệ thống sinh cơ học dùng, hệ thống sinh cơ học di chuyển răng, các hình thái của di chuyển răng, và chúng ta phải làm sao cái lực để di chuyển răng là nó phải đủ, không gây hoái, không quá lớn và không quá nhỏ. Nếu mà nhỏ quá thì sẽ không đủ lực để mà gây di chuyển răng, còn quá lớn thì có thể gây tình trạng thoái hóa kính và hoại tử ngầm. Như thế thì cái thời gian để mà răng di chuyển nó sẽ muộn hơn và lâu hơn, và tiếp theo là còn gây đau cho bệnh nhân nữa. Đấy, các loại chun trên lâm sàng nó rất là nhiều loại chun đấy, và mỗi loại nó có ví dụ khác nhau, và chúng ta tổng hợp, chúng ta làm nhiều, chúng ta biết được các cái vấn đề khi nào dùng các chun nào để mà sử dụng cho bệnh nhân. Và quan trọng nhất là dùng chun là phải có sự hợp tác của bệnh nhân đối với cái loại chun liên hàm. Chun liên hàm nó bắt buộc bệnh nhân phải tự đeo và ghi nhớ đeo từ răng nào đến răng nào, đúng không ạ? Đây, và phần cuối, các cái nhược điểm của chun ấy, thì các cái chun thì có khá nhiều ưu điểm, nhưng mà cái nhược điểm của chúng nó thì cũng có, và chúng ta phải hòa giữa cái nhược điểm với ưu điểm, và chúng ta sử dụng nó phải biết là các nhược điểm của nó để chúng ta khắc phục, và chúng ta sử dụng trong trường hợp nào. Đấy, các nhược điểm của chun đó là nó dễ mất tính đàn hồi, đó, do nó bị ảnh hưởng bởi các môi trường trong miệng này, đấy, các mảng bám, các thức ăn, và theo thời gian thì cái lực của chun sẽ bị thoái hóa. Đó. Chun nó sẽ bị biến dạng và nó sẽ phồng to và nó có cái mùi hôi, cho nên chúng ta phải thay chun theo trong cái thời điểm thích hợp. Đấy. Còn cái nhược điểm của chun lớn nhất đó là chúng ta không kiểm soát được lực và không tiên lượng được tác động. Đấy. Trong các trường hợp mà dùng chun chuỗi để mà đóng khoảng ấy, thì mình vẫn ưu tiên đối với các khoảng lớn thì chúng ta dùng lò xo để kiểm soát lực tốt hơn. Đấy. Lò xo thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì đối với cái tình trạng nó là thoái hóa lực theo thời gian. Vì lò xo, đối với các lò xo li ti tác dụng lực liên tục, ta rất dễ sử dụng, dễ dùng hơn cái chun liên hàm và cái loại chun chuỗi. Đấy. Và cái chun thì đối với chun liên hàm thì phụ thuộc rất lớn vào sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà không tuân thủ điều trị, không đeo thường xuyên, và đeo thường xuyên nhưng lại sai chỉ định, ví dụ như không đeo đúng cái răng, thì tất cả các cái chỉ định cũng sẽ làm sai lệch và không đi đến kết quả mong muốn của chúng ta. Đó, cho nên là cái phần thống nhất để mà hướng dẫn bệnh nhân và để cho bệnh nhân tuân thủ điều trị rất là quan trọng trong cái phần đeo chun như này. Đó. Chun nếu mà đeo không đúng thì sẽ đang có thể là xáo trộn các cái kế hoạch ban đầu của chúng ta. Đấy, các cái sinh cơ học của kỹ cụ cũng sẽ bị thay đổi. Đấy. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải luôn động viên bệnh nhân, và chúng ta đồng hành với bệnh nhân trong suốt quá trình chỉnh nha của bệnh nhân. Đối với các trường hợp dễ hay là phức tạp hay là như nào đấy, thì chúng ta vẫn nên động viên bệnh nhân và luôn đồng hành cùng với bệnh nhân để mà đi đến kết quả cuối cùng, là chúng ta giải quyết cái khớp cắn cho bệnh nhân hoàn thiện. Ok, và giảng với các cái phần chung thường dùng trong chỉnh nha thì có các cái phần như thế thôi. Và có khá là nhiều các vấn đề với các bạn học viên. Các bạn có vấn đề gì có thể hỏi trên room ạ. Các bạn có câu hỏi mình trả lời nhé.
À, có bác sĩ vừa hỏi là chun chuỗi phải cố định từng nhóm răng, trả lời rồi đấy ạ. Slide cho em chụp em với ạ. À, các slide này thì sẽ được ghi âm và có phát trên cái em chỉ nhá, trên Zalo nhé các bạn nhé. Các bạn có thể vào Zalo và bạn Hùng sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn có câu hỏi về chuyên môn về các cái phần nào thì các bạn đặt câu hỏi lên nhé. Bị thưa kẽ nhẹ dùng chun chuỗi từ răng 6 qua răng 6 được không ạ? Có thể được, nhưng cái vấn đề là các bạn phải đảm bảo là các răng đó đã phẳng nhá, và chúng ta nên dùng chun chuỗi trên các cái dây cung có đủ đủ độ cứng. Có thể dùng trên dây dây tròn, nhưng thiết diện dây tròn phải lớn từ 18 trở lên. Còn nếu các cái dây dây cung cứng thì dây 17 25 hoặc dây 19 25 dùng đóng các khe nhỏ, mà chúng ta lại dùng các cái dây cung nhỏ, dây cung đàn hồi thì rất dễ làm xoay răng và làm biến dạng cái cung răng đấy. Đó là cái câu hỏi bạn Hiền nhé. Rồi, có bạn Lê có hỏi là đóng khớp răng 567 ở hai bên thì đóng trên dây niti 17-25 được không, hay phải đóng khớp trên dây SS ạ? Đóng trên dây 17-25 thì cái thời gian đóng sẽ rất là lâu, và bạn phải tưởng tượng là cái tiết diện của dây khá là dài, khá là lớn, và nó sẽ gây cái tác dụng hiệp đồng lên cả một khối răng, và khi chúng ta đeo cái chun liên hàm để mà đóng khớp các cái răng phía sau như thế rất là lâu. Cho nên là trên cái lâm sàng chúng ta khuyến khích dùng đóng khớp trên các cái dây 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 SS hơn, và chúng ta có thể phân đoạn dây ra. Chúng ta chẳng hạn chúng ta đóng răng 5, răng 6, răng 7 phía trên đối với phía dưới, chúng ta có thể cắt đoạn phân đoạn và chúng ta đóng khoảng đó thôi. Đó là giai đoạn chương trình, đúng không ạ? Còn dây niti 12 năm, thứ nhất là cái độ đàn hồi của nó với dây cung lớn nó khá là ít đấy, và chúng ta đóng khoảng rất mất thời gian và lực, như thế thì chúng ta sẽ phải dùng lực lớn, khá là lớn. Chun tam giác hay chun hình hộp bao lâu phải thay một lần ạ? À, chun đều 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 theo hướng dẫn chỉ định nhé bạn nhé. Chúng ta lên một ngày theo thay chun một lần, và một số loại chun nó thoái hóa nhanh thì chúng ta có khi phải hai 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 lần một ngày đó, hai lần một ngày. Còn đối với các nha khoa, chúng ta nên chuẩn bị sẵn khá là nhiều chun, bởi vì các chun sẽ được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ạ. Đó. Cái giai đoạn tinh chỉnh là thun liên hàm dùng rất là nhiều, dùng khá là nhiều, chủ yếu trong giai đoạn tinh chỉnh. Giai đoạn tinh chỉnh là sau sau chúng ta đã làm phẳng cung răng, chúng ta đóng khoảng tốt và bắt đầu để chỉnh khớp cắn hàm trên, các vấn đề về sai khớp cắn đường giữa hay là các cái vấn đề tạo lại cái khớp lồng mũi tối tốt thì chúng ta nên dùng trên long dùng thun liên hàm trong giai đoạn tinh chỉnh, và chúng ta khuyến khích dùng trên 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 các cái dây cung cứng nhá, và cái tiết diện vừa phải, như mình từng dùng là dây cung có tiết diện 18 test. À, có một bạn hỏi chỉnh đường giữa thì gắn chun liên hàm từ răng nào, hàm trên đến răng nào hàm dưới ạ? À, câu hỏi khá là hay. Cái đường giữa thì chúng ta thường dùng chun liên hàm để chỉnh trong các cái vấn đề mà sai sai lệch đường giữa từ 2 mm thì dùng tác dụng rất là tốt đấy. Đối với đường giữa thì chúng ta thường sẽ phải tạo các cái móc của các cái răng, và chúng ta sẽ thường đeo từ các cái răng 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 hai hàm trên đến đến răng hai hàm dưới bên đối diện, và chúng ta sẽ phải đeo chéo qua răng một, răng hai, răng một, sau đó đến răng một, răng hai hàm dưới. Một số trường hợp ví dụ như là các một số trường hợp ví dụ như là răng nó di chuyển khó khăn thì chúng ta lại bắt buộc chúng ta phải kéo dài cái khoảng của chun ra, chúng ta sẽ đeo từ răng ba đến răng ba hàm dưới nhé. Đó, và khi mà đeo chun chỉnh đường giữa thì chúng ta hạn chế đeo chun liên hàm của các răng bên cạnh của các cái hàm phía sau nhé, bởi vì nó sẽ rất dễ làm nghiêng mặt phẳng cắn đấy. Ok không ạ? Chỉnh đường giữa rồi, ok, chỉnh đường giữa. Và cái lưu ý đối với chỉnh đường giữa thì chúng ta phải 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 biết là chủ yếu là hàm dưới nó bị sai lệch về cái phía bên nào, thì chúng ta phải có khoảng để phía bên đối diện để cho cái răng nó di chuyển nhé. Chứ nếu mà phía đối diện mà không có khoảng thì chúng ta kéo rất là lâu, và các cái bước để mà tạo khoảng chúng ta có thể mài kẽ, hoặc là trong quá trình
chỉnh chỉnh kéo lui răng chúng ta chủ động tạo khoảng để mà chỉnh đứng giữa luôn nhé, được không ạ? Có bạn hỏi hạng 3 thì mình đeo chung lên hàm luôn chơi dây li ti ban đầu khi đi dây ạ. Đúng rồi anh Thuận ơi, bởi vì đối với hạng 3 chúng ta khuyến khích đeo xử lý luôn trên dây li ti ban đầu đó. Đối với các cái sai lệch nhiều chúng ta đi dây li ti ban đầu, hạng 3 chúng ta đi luôn trên dây 12 ti, 14, 16 chúng ta đã có thể là gắn cái chun hạng 3 rồi và bắt đầu như mình thường bắt đầu lực từ bắt đầu lực nhỏ thôi đó, lực nhỏ 3,5 OZ này và trên dây 1/4 x đó. Một bạn hỏi là em có dùng chun cắn chéo cùng bên nhưng đeo hay bị đứt chun, có mẹo cách nào khắc phục không anh? Hay bị đứt chun thì bạn phải xem là cái thứ nhất là cái chun của bạn là của hãng nào, có chất lượng không, bạn phải kéo thử xem là cái độ co giãn của nó có tốt không này. Thứ hai là kiểm tra trên các cái mắc cài mà mình có gắn răng ấy nó có điểm nào sắc không đấy. Và cái hay bị đứt chun thì thứ nhất đó là do bệnh nhân há miệng ăn nhai nào, có thể há miệng khá là to nó cũng gây đứt chun đấy. Còn thường mình khi mà mình gắn chun và mình sẽ kiểm tra chủ yếu trên mắc cài có các điểm sắc nó rất hay mắc chun, mình khắc phục vì điều đấy thôi. Nếu nó xong bao lâu thì kéo răng đóng khoảng được ạ? Nó tức là bạn hỏi là bắt đầu đóng khoảng khi nào được đúng không? Đối với các cái loại sai khớp cắn mà có sai khớp, chúng ta bước đầu bao giờ cũng là dàn đều và sắp bằng đúng không? Các răng nó thẳng cố định trên một khung răng và chúng ta bắt đầu kéo thì chúng ta kéo đóng khoảng trên dây cứng cứng. Tùy thuộc các cái tình trạng răng chúng ta đóng khoảng trên tê lốp hoặc là trên mưu, và chúng ta dùng các cái khí cụ đóng khoảng như là lò xo đóng khoảng hay là chun chuỗi hoặc chun lên hàm. Đấy, chun nội hàm đó. Và các cái quy trình chuẩn để mà đóng khoảng bao giờ chúng ta cũng phải dàn thẳng. Cô bệnh nhân làm quen trên dây 12 này, sau đó là đi chuyển lên dây 14 hoặc dây 16 đi ti luôn. Sau đó là chúng ta bắt đầu dùng trên dây 18 25 đi ti có kích hoạt nhiệt. Đó để chỉnh độ tọc rồi chỉnh cái khung răng cho cố định, sau đó là các dây cung các cái răng nó đã cố định trên dây cung rồi, tức là cố định như thế nào và thụ động như nào, tức là nó đã khít sát và nó tạo thành cái hình vòm theo cái dây cung ấy. Và chúng ta có thể gắn cố định cái dây cung cứng vào, dây cung cứng 17-25 hoặc là 19-25 SS, thì chúng ta bắt đầu đóng khoảng kéo lui. Đấy thì nó sẽ hạn chế cái sự nghiêng răng hoặc xoay và độ chìa độ tiếp độ tọc của các cái răng thì nó sẽ kiểm soát được tốt hơn trên các dây cung cứng thiết diện lớn nhé. Bởi vì cái mắc cài nó có các cái hệ số 018 hoặc là 022, chúng ta càng dùng các cái dây cung lớn để mà kéo lui đóng khoảng thì nó sẽ hạn chế các cái ngẫu lực và dây răng nó sẽ tác dụng tốt hơn. Và tất nhiên như thế thì chúng ta sẽ phải dùng lực hơn, nhưng mà hiện nay có rất là nhiều các cái loại lò xo tác dụng tốt, lò xo đóng khoảng thì lực tác dụng cũng khá tốt đấy. Và chúng ta phải biết được các cái lực tác dụng trên từng răng nó như thế nào. Ví dụ như trên đối với răng cửa hàm trên có một cái chỉ số chúng ta dùng trên